Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em học bài đọc có tựa đề Cây nhút nhát. Các em hãy mở quyển sách ra trang số 114. Cô sẽ hướng dẫn cho các em học bài đọc ngày hôm nay nha. Cây nhút nhát. Đầu tiên là cái phần câu đố, đố bạn về các loài cây. Cây gì lá tựa tai voi, hè làm ô mát, em chơi sân trường là cây gì? Đó là cây bàn. Đó là cây bàn. Tiếp theo, thân cao nhiều đốt, mọc chậm thành bờ, lá nhỏ, cành thưa, đu đưa trong gió là cây gì? Đó là cây tre. Cây tre. Cô chuyển tiếp xuống phần đọc, chúng ta sẽ đọc bài có tựa đề Cây nhút nhát. Bỗng dưng gió ào ào nổi lên, có một tiếng động gì lạ lắm. Những chiếc lá khô lạc xạc lướt trên cỏ, cây xấu hổ co rúm mình lại. Nó bỗng thấy xung quanh xôn xao, hé hé mắt nhìn, không có gì lạ cả. Lúc bấy giờ, nó mới mở bừng những con mắt lá, và quả nhiên không có gì lạ thật. Nhưng những cây cỏ xung quanh vẫn cứ xôn xao. Thì ra vừa có một con chim xanh biếc, toàn thân lóng lánh như tự tỏa sáng, không biết từ đâu tới. Con chim đậu một thoáng trên cành cây thanh mai rồi lại vội vàng bay đi. Các cây cỏ xích xoa, hàng nghìn, hàng vạn, những con chim đã bay ngang qua đây, nhưng chưa có một con chim nào đẹp đến thế. Càng nghe bạn bè trầm trồ thán phục, cây xấu hổ càng thêm tiếc. Không biết có bao giờ con chim xanh huyền diệu ấy quay trở lại Trần Hoài Dương. Cô đã đọc xong bài đọc Cây nhút nhát xong rồi. Các em lưu ý khi đọc bài, chúng ta sẽ dừng khi các em thấy dấu phẩy hoặc là dấu chấm để bài đọc chúng ta ngưng cho đúng chỗ và diễn cảm hay hơn nữa. Và cô sẽ hướng dẫn cho các em những từ ngữ khó trong bài học. Đó là cây xấu hổ. Cây xấu hổ có nghĩa là cái loài cây này nhỏ và cái lá thường khép lại khi bị đụng đến. Hay một số địa phương người ta còn gọi đó là cây mắc cỡ đó. Huyền diệu có nghĩa là cái điều gì đó thật là kỳ diệu. Đọc bài xong rồi, bây giờ cô sẽ chuyển tiếp sang một cái phần nữa, đó là phần trả lời câu hỏi. Bài học của chúng ta ngày hôm nay có 4 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, khi có tiếng động cây xấu hổ thay đổi như thế nào? Chúng ta sẽ trả lời, khi có tiếng động cây xấu hổ thay đổi, hai chấm, đó là cây xấu hổ co rúm mình lại. Đây là câu trả lời số 1. Tiếp theo, cây cỏ xôn xao vì điều gì? Cô thấy cây cỏ xôn xao vì vừa có một cái con chim xanh biếc nè, toàn thân nó lóng lánh, tự tỏa sáng, không biết từ đâu tới. Cây cỏ xôn xao vì
hai chấm. Vì đây, nhưng những cây cỏ xung quanh vẫn cứ xôn xao, thì ra vừa có một con chim xanh biếc, toàn thân lóng lánh như tự tỏa sáng, không biết từ đâu tới. Đây là câu trả lời số 2. Cô chuyển sang câu số 3. Vì sao tác giả gọi cây xấu hổ là cây nhút nhát? Các em đọc bài rồi, các em được biết vì sao tác giả gọi cây xấu hổ là cây nhút nhát. Vì chỉ cần có tiếng động là cái cây nó co rúm lại mà thôi. Vì sao tác giả gọi cây xấu hổ là cây nhút nhát? Thì các em trả lời là vì chỉ cần có tiếng động là nó co rúm lại. Vì chỉ cần có tiếng động là nó co rúm lại. Chấm. Cô chuyển sang câu số 4. Cây xấu hổ hy vọng điều gì? Vì sao? Đây, cây xấu hổ nè, hy vọng không biết có bao giờ. Con chim xanh huyền diệu ấy quay trở lại. Đó là cái cây xấu hổ hy vọng đó. Vì sao các em? Vì lúc con chim bay đến đó thì cái cây xấu hổ đã nhắm mắt lại rồi, chưa kịp nhìn thấy gì cả. Chúng ta sẽ trả lời cho cái câu số 4 nè. Vì sao nè? Vì Vì lúc con chim bay đến Vì lúc con chim bay đến thì cây nhắm mắt. Thì cây nhắm mắt co rúm lại, chưa kịp nhìn thấy. Cô xuống phần tiếp theo nữa. Hy vọng ngọt ngào. Em sẽ kể tiếp câu chuyện cây nhút nhát bằng cách hoàn thành các cái câu sau. Rồi một ngày kia, con chim xanh huyền diệu quay trở lại. Cây xấu hổ. Cây xấu hổ sẽ như thế nào? Lần này thì cây đã dũng cảm mở mắt ra nhìn. Lúc đó thì cái cây xấu hổ cảm thấy rất là bất ngờ vì nó chưa bao giờ nhìn thấy con chim nào đẹp đến thế. Rồi cuối cùng cây xấu hổ cảm thấy như thế nào? Cảm thấy rất là vui vì được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của con chim xanh huyền diệu ấy.
Câu chuyện tiếp theo phần viết các em sẽ được viết non sông tươi đẹp và viết nở hoa. Câu số 3, thực hiện các yêu cầu ở dưới đây. Câu A, các em sẽ chọn từ ngữ phù hợp với mỗi cái bức tranh. À, cô có nè, có 4 cái bức tranh và có 4 cái từ ngữ. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái bức tranh thứ nhất. Đây, cánh đồng ruộng lúa thật là mênh mông. Như vậy ở đây là bức tranh thứ nhất nè, mênh mông là bức tranh thứ nhất. Rồi bức tranh số 2, các em nhìn xem những cái dãy núi nhấp nhô. Như vậy nhấp nhô là bức tranh số 2. Bức tranh số 3, chúng ta nhìn nè, có những cái đường nét cong cong, đó là cong cong. Số 3 là cong cong. Rồi còn cuối cùng, bức tranh thứ tư, các em nhìn xem, thật là yên ả và phẳng lặng. Như vậy bức tranh thứ tư là phẳng lặng. Câu B, các em sẽ tìm thêm những cái từ ngữ tả đặc điểm của sự vật trong các cái bức ảnh trên. Cô ví dụ như là bát ngát, rộng lớn chẳng hạn, hay là yên bình, trùng điệp. Câu 4, các em thực hiện các yêu cầu ở dưới đây. A, các em sẽ đặt từ 2 đến 3 câu tả cảnh thiên nhiên có sử dụng từ ngữ ở bài tập 3. Có ví dụ như là cánh đồng lúa chín vàng nhấp nhô gợn sóng. Rồi, chúng ta sẽ đặt câu tiếp theo nữa là cầu vồng cong cong lúc ẩn lúc hiện, rất là hay. Hoặc là mặt hồ phẳng lặng tựa như ngừng lại vậy. Câu B, các em sẽ thêm vào các câu vừa đặt từ ngữ và trả lời câu hỏi ở đâu hoặc khi nào. Những cái phần dạng bài tập này các em muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa và cô sẽ hướng dẫn kỹ hơn nữa, các em sang bên phần vở bài tập tiếng Việt lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo của cô nha. Ví dụ mỗi cơn gió cánh đồng lúa chín vàng nhấp nhô gần sóng thì các em sẽ nói là sau cơn mưa cầu vồng cong cong lúc ẩn lúc hiện. Hoặc là khi không có gió thì mặt hồ phẳng lặng tựa như ngừng lại vậy. Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Các em nhớ ấn nút đăng ký kênh cũng như cái chuông bên góc tay phải để nhận tiếp những bài học mới nhất từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những bài học tiếp theo.